Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, cứ xây nhà năm 2022 Nhâm Dần. Sau một đêm, tiền bạc ùn ùn kéo vào, gia chủ giàu có hết phần thiên hạ. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đối với những người phương Đông nói chung và với người Việt Nam nói riêng, xây nhà cũng chính là xây tổ ấm. Về mặt vật chất cũng như tinh thần, một căn nhà có phong thủy đẹp sẽ giúp cho gia chủ đón cát, tránh hung, không chỉ giúp gia tăng tài lộc mà còn tăng vượng khí cho gia chủ. Khi xây tổ ấm mới, ngoài việc lựa chọn làm sao để thiết kế được một căn nhà hiện đại, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, bản mệnh cũng nên quan tâm tới vấn đề phong thủy để công việc được thuận lợi hơn, đồng thời cũng để tránh phạm phải những sai lầm kiêng kỵ gây tổn hại đến vận may và hồng phúc của cả gia đình. Vậy nên hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, để xây được nhà, yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến là kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 66 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và hoàng ốc, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Dậu muốn xây nhà, cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông, thuận lợi nhất. Mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thuộc cung đoài mệnh kim có bốn hướng tốt như hướng Tây, Phục Vị, Tây Nam, Thiên Y, Đông Bắc, Diên Niên, Tây Bắc, Sinh Khí. Và còn có bốn hướng xấu là hướng Bắc, Họa Hại, Đông, Tuyệt Mệnh, Đông Nam, Lục Sát và hướng Nam là Ngũ Quỷ. Nếu mệnh chủ may mắn ở nhà hợp hướng thì xin chúc mừng. Còn nếu nằm ở những hướng như Lục Sát, Ngũ Quỷ, Họa Hại và Tuyệt Mệnh thì mệnh chủ cần hết sức chú ý. Khi ở nhà không hợp hướng, mọi việc sẽ bị xáo trộn, mệnh chủ lúc nào cũng bị căng thẳng, áp lực. Cho dù cố gắng bằng 10 người khác thì kết quả thu lại cũng chẳng được là bao, thậm chí đôi khi còn bị mất tiền oan. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, hóa giải xung sát, xua đuổi tà ma. Khi treo gương trước cửa nhà sẽ hóa giải được những sát khí, những luồng khí xấu theo vào nhà, mang lại may mắn, bình an cho những người trong gia đình. Hơn nữa, gương bắt quái tinh cầu đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo tuổi Đinh Dậu. Vậy nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất. Quý vị thân mến, bên cạnh tuổi tốt làm nhà được, chúng ta cũng cần phải xét đến yếu tố vận đất có xây được hay không. Đất mà được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, đất không được vận thì khi động thủ xây dựng sẽ có nhiều chuyện hung họa xảy ra. Vậy nên việc quan trọng đầu tiên cần phải làm là chọn được hướng đất tốt để xây dựng. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nào xây nhà được tốt nhất? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đào đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa Thu Tiến, mùa Đông Vượng, mùa Xuân Tiết, mùa Hạ Tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ được vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, xanh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc kẻ nghiện ngập, trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp con đường quan vận, học hành của những người trong gia đình được hanh thông may mắn.
Những mệnh chủ tuổi Đinh Dậu ở hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu bị phạm vào cung họa hại. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên cần treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, được làm bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải nhà không hợp hướng, được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Có thể giúp cho mệnh chủ hóa giải không hợp hướng, tránh được những sát khí mang về ngôi nhà, từ đó mang lại cho những người trong nhà cuộc sống viên mãn, ấm no, hạnh phúc. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư, tam sát được giải thích là 3 dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phường vị lưu niên xung quanh tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai họa bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Bên cạnh đó, hướng Nam là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Đinh Dậu, là một trong những hướng xấu trong phong thủy. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, các tai họa liên miên xảy đến. Khi ở hướng này do tương khắc với ngũ hành, bệnh hoạn, các tai họa sẽ gây nên nhiều tác hại. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu, treo trước cửa nhà để hóa giải và mang lại may mắn, bình an cho gia đình mình. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm 3 sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa Dậu, hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ, Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ, Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thì hướng Đông là hướng không hợp, là một trong những hướng xấu cần phải tránh. Hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong tám sao. Đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà, gây tai họa cho gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn, vì lại gặp tăng khắc nên ngũ hành, nên sự nguy hiểm của nó gia tăng. Vậy nên gia chủ tuổi Đinh Dậu cần phải treo gương bắt quái tinh cầu gỗ đào trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 nhâm dần bị sao Thất Xích Phá Quân ngự trị. Thất Xích là sao Phá Quân, còn gọi là Tặc Tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn, chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy cơ càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo sức ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. Những người tuổi Đinh Dậu nếu ở nhà hướng Tây thì rất tốt, được hướng phục vị. Phục vị là sao Phụ Bận thuộc hành thủy,
cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh, mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Năm hướng tây bắc. Hướng tây bắc gồm ba sơn, tuất, càn, hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần có sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bà nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, cuộc sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn, sống nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. May mắn thay cho những mệnh chủ tuổi Đinh Dậu, hướng Tây Bắc cũng là hướng hợp với bản mệnh, là một trong bốn hướng tốt. Ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao thăm lang tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng đông tứ trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh với các hướng, giúp nhà cửa, gia chủ thịnh vượng lên. Thứ sáu là hướng đông bắc. Hướng đông bắc gồm có ba sơn, sửu, cấn, dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế và mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thì hướng này là một trong bốn hướng tốt với bản mệnh, được hướng diên niên. Diên niên hay phúc đức, tự là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Đối với hướng đông trạch, phúc đức không được tốt cho lắm vì gặp tình huống kim bị khắc chế nên thực khí giảm đi rất nhiều. Thứ bảy, hướng đông nam. Hướng đông nam gồm có ba sơn, thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn và tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn, bình an nhất cho mình. Những mệnh chủ Đinh Dậu mà ở nhà hướng đông nam lại không hợp hướng, bị phạm vào hướng lục sát. Lục sát là sao văn khúc có ngũ hành thuộc thủy, cùng là hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, xâm đãng, thị phi. Để hóa giải điều này, mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Cuối cùng là hướng tây nam. Hướng tây nam gồm ba sơn, mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Tuy nhiên, đây là hướng tốt với mệnh chủ Đinh Dậu. Những mệnh chủ tuổi Đinh Dậu mà ở hướng này thì được hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn, thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt cho sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao thiên y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với gia chủ tuổi Đinh Dậu trong năm nhâm dần 2022. Hy vọng rằng với những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có thêm được những thông tin hữu ích hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.